Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phú Sài Gòn Channel ngày hôm nay. Mọi người hôm nay có khỏe không? Chúc mọi người một ngày mới làm việc thật là vui vẻ và đạt được nhiều thành công nha. Thì theo như lịch trình đó, thì hôm nay tụi em lấy tàu để về qua bến khác để chuẩn bị cho những cái lồng đánh cua mình có thể dời xuống dưới tàu dễ dàng đó. Tại cái bến này thì nó hơi nhỏ cho nên không có được thuận tiện cho mấy. Thì trong thời gian mà em đi qua một cái bến khác thì cũng có một chút xíu thời gian để câu cá giải trí. Thì xin mời mọi người và các bạn đi theo mình để coi ngày hôm nay mình câu được cá không nha. Rồi xin mời mọi người. Sóng gió dữ dội lắm, lắc lư luôn. Nay thời tiết không được tốt, em muốn lắc lư theo ông tàu luôn. Vừa để xuống là mà có dính liền. Rồi chiều nay có cá hấp này bị đụng quá. Đây. Kéo nhanh quá nó bị nổ mắt đó nè. Thấy không? Vừa cắn mình kéo lên á. Giờ em bắt đầu làm tiếp em không? Quá trời. Này gió quá. Này được ngon rồi. Giờ thuyền trưởng cũng muốn câu lắm mà nãy giờ gió quá thuyền trưởng chưa câu được. Giờ bắt đầu là khu này được nè. Gió quá rồi. Quá. Thank you.
Dạ rồi thôi, em thấy sóng gió quá bây giờ chắc tụi em cũng phải đi vô bờ lại thôi, để sóng giật quá giờ tụi em cũng thu xe thu gì nhợ lại đi vô thôi. Đây đây các bạn, chiến lợi phẩm của ngày hôm nay nè, em được 2-3 con cá. Cái này là hồi về nấu canh chua ăn ngon dữ trời luôn nè. Xe qua đây, đây chiến binh đã bị sóng đánh và xỉu ngay tại chỗ, và anh ta đã ngủ một giấc rất là ly bì sau khi câu cá xong. Cảm giác sao anh? Cảm giác thấy được không? Ok không? Thử sống thôi mà, mình thử sống bữa. Ok các bạn, giờ mình đang đi lại vô lại trong bờ rồi. Nãy ngoài khơi sóng đánh quá ngất xỉu luôn. Tính có mấy con cá định chiên ăn mà giờ ăn cũng không nổi, giờ mắc ói quá. Giờ tụi em vô lại trong bờ. Đây mình xin giới thiệu với các bạn là con cá tươi mình mới vừa bắt ở ngoài biển về nè các bạn. Cá tươi á, chiên á, nó lúc nào nó cũng hả giống như kiểu mà nó rất là nó tươi á, cái những cái sớ thịt của nó bong bong ra gì luôn nè các bạn, nhìn rất là ngon luôn á. Bây giờ là mình chút nữa mình sẽ ăn với lại nước mắm. Nước mắm này cũng ngon lắm mấy bạn, mình cũng xin giới thiệu thêm là lúc trước quay một cái video clip về cách làm nước mắm mà do mẹ mình giữ lại á, thì nó chua chua ngọt ngọt kẹo kẹo, rất là thích hợp để ăn cá chiên gỏi cuốn rồi ha. Thì nếu như quý vị và các bạn ai mà rảnh thì vào trong cái Phú Sài Gòn Channel, cái kênh của mình á, rồi tìm cái là nước mắm thần thánh thì nó sẽ hiện lên. Hôm nay câu được 3 con cá, cho nên có rồi sẽ có một bữa ăn chiều rất là ngon luôn các bạn. Mình ăn cá chiên với lại nước mắm rồi thêm cải xà lách trắng nữa, ba bát luôn rồi. Ở đây chỉ có mình với ông anh của mình cho nên không có làm cái gì nhiều, chỉ có hôm nay là con cá này là hai người ăn đủ rồi. Đứng ở trong cái phần này nó không có chín chưa vậy. Các bạn, nó cũng chín rồi bạn ơi. Giờ mình tắt bếp không? Lấy lại cá ra. Đây các bạn, đây là món cá chiên tươi, rất là tươi luôn. Rồi mình trang trí thêm một miếng xà lách vô ha. Đó, rồi ăn chung với lại nước mắm pha. Rồi, rất là ngon.
Rồi à, sau đây là bữa cơm chiều của nhà em. Xin mời mọi người ăn cơm. Dạ. À, này là thịt bò xào ớt chuông, cá chiên ở ngoài biển. Đó, đơn giản lắm mấy bạn. Rồi mời mọi người ăn cơm nha. Dạ rồi, xong rồi, sau đây thì em cũng xin kết thúc cái video của mình tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem cái clip này ngày hôm nay. Nhà hôm nay có ra biển chút xíu nhưng mà thời tiết cũng hơi xấu cho nên tụi em chạy vô chứ hôm nay cũng có nhiều cá lắm. Và một con cá chiên và một chén nước mắm pha là đủ hai anh em ăn bữa nay rồi. Xin chào quý vị khán giả nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem cái video clip này cũng giống như là ủng hộ cái kênh Phú Sài Gòn của em trong thời gian qua nha. Nếu các bạn thấy thích thì cho mình xin một nút like hoặc nhấn vào nút đăng ký để sớm xem được nhiều video mới được cập nhật nhất của em. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.